Xin chào các anh em. Anh em biết biết này anh này không? Giáo sư Thuấn này, chuyên gia ông sáu của Bà Bắp, bên Bà Bắp đúng không? Bà Bắp. Đấy, các bạn anh em cả nước bên. Còn bên kia là Anh Duy chuyên sáo nhôm. Chuyên nhờ sáo nhôm. Bớt ít thì cao thấp đều bằng nhau đều. Ăn thống của chúng ta, nghệ nhân của ông sáo thì đem ra bả diều đây chúng ta vừa làm đây luôn nha. Bả diều quận 12 này, các bạn thấy chưa? Ông sáo của chúng ta chưa có cái khoét miệng, có cái chưa này. Chưa khoét miệng luôn. Đây là nghệ nhân thống. Các anh em nào muốn thì liên hệ với anh thống này nhá. Anh đang học nghề đúng không? Đặt làm không kịp. Đặt làm không kịp bây giờ đó. Còn đây là anh Duy, cũng chuyên gia sáo. Mà bên Duy bên sáo chủ yếu là bên nhôm, độc chiêu là bên nhôm nhé. Còn ăn thống của chúng ta là hai nghệ nhân sáo đã ra bả diều của chúng ta, các bạn thấy VIP chưa? Ngày hôm nay chúng tôi phải đặt một chiếc xe 12 chỗ ngồi rước hai anh nghệ nhân này ra đây để thứ nhất là để thẩm âm những con diều sáo của chúng tôi. Cái thứ hai là để mấy anh em vừa nghe vừa làm đó, các bạn thấy chưa? Đây là ăn thống của chúng tôi vừa phải rước hai nghệ nhân này bằng một chiếc xe VIP thuê tài xế hẳn hoi vừa chở ra đấy. Là hắn ra bãi sáo bãi diều của chúng tôi, hắn vừa làm vừa đó, các bạn thấy chưa? Này các bạn nhìn là thấy hắn cái này là hắn khắc bằng tay đấy, khắc bằng tay đó, chưa khắc hẳn bằng tay. Chứ mình mới đầu mình tưởng là bằng CNC nhưng mà không phải, bằng CNC nhưng hắn khắc rất bằng tay. Tất cả này đều ăn này sao mà làm được 5 chỉ này không đấy đứa này giờ cái bộ chỉ ba các bạn thấy chưa? Để con đấy đây nó cái bộ riêng của nó mà đều đấy nó cơ thế này chắc có bộ chín nữa. Cái này 2 mét rồi bác không có trái 50 đâu mà cái này chắc bộ chuông chín à chín sáu à bác chín quả hết à cả chín mét chỉ ba này mấy quả bác bộ phao ông người bán chưa? Phao mà phao ông lẹp mẹ hết âm rồi, bữa mở to quá. Lạ cái đó. Kinh nghiệm nhé, không được mở to ra. Không được mở to như người ta đây. Nó lẹp không? Nó lẹp ghê lắm. Đấy, phải mời. Đấy, chúng ta trên bầu trời chúng ta. Ba quả chê, quả cái đó. Bữa trước nó bị lồng khôm ở dưới á. À, mấy cái môi ở trong á mình móc ra thôi là được, còn bây giờ mở kia là ok. Bộ này đẹp lắm, tầm 2m7 là bộ này xong em test thử nghe. Bộ này là tranh đẹp lắm, khung tranh là bây giờ là đẳng cấp cao, đẳng cấp khó hơn chỉ năm tại nó có cái khe cái rãnh. Nó có cái rãnh nó rất là khó lấy à. Con này đẹp mà cắt đẹp mà, cắt bằng tay mà cắt như vậy nó nhịn như thế này. Mình lấy ra mình sửa lại được mà. Rồi, như CNC mới đầu tưởng CNC chứ thực ra cắt bằng tay như vậy được. Đấy, CNC đâu. Thực ra là mình cắt tương đối thôi, chứ mình cắt kỹ quá không có ăn. Vậy thôi, lúc mình chưa được rồi. Tại vì cắt kỹ là cái tốc độ dao nó đi chậm lắm. Đúng rồi. Thì lúc đó là nó không có bị cái tình trạng là nó hơi... Không, như vậy anh cắt vậy được rồi, như vậy em nhìn mắt đối rồi, tương đối cao cấp nữa thì đặt thêm đúng không? Đi mua ra mua của tụi nó toàn là 5-7 triệu, 10 triệu. Bà thông, bộ này bao nhiêu? Bộ này à? Bộ này là làm xong cái chuẩn các kia thứ nữ. Ồ, cái đó thì ok, phải 2 triệu. 2 triệu rưỡi. Tại vì làm cái chỉ nữa. Là xong xuôi hết rồi đó. Mấy lạng bác? Ba lạng rưỡi đến phút này có còn tét ba lạng rưỡi 4 lạng cái thì làm xong rồi à. Cứ mỗi ngày tí lâu lắm mệt đúng rồi. Sáng giờ làm được có 2 con này mới làm bên ngoài chưa là bên trong. Cắt chỉ như vậy thì rất khó rồi, nó nhịn rồi, không có cắt sâu được đúng rồi. Cắt sâu cái chỉ thì nó vỡ ngay đúng rồi. Cắt mỏng
đi ra cũng mỏng, một đường này không á, nhưng mà ăn nhưng mà đi 4-5 lần á. Đúng rồi. Tại vì ăn mà cắt sâu á nó sẽ bể. Nó bể đúng rồi, bể cái mép mình. Không cho mình ăn nhanh. Nhưng bộ 95 này ấn dày hết á. Ấn dày. Bộ này có 3 quả nó làm để chơi. Tại các con diều nhé, 1m7-8 ở nhà. Này rất đẹp ha. Cắt tay rất đẹp ha. Bộ 95 này bác làm xong rồi bác khét ở đây. Bác khét trong này rất đẹp. Nên là phải không? Bác khét trong này rất nhìn đẹp. Cắt tên nữa à? Hả? Đóng vách xong rồi bác khét đây nhìn đẹp. Ở nhà có bộ đây. Khét cái ngôi sao ở giữa này. Thấy đẹp không? Thằng này cơ đỏ Việt Nam. Vui ngoài sơn đỏ. Đây ngôi sao vàng. Bộ 95 này. Khét chơi chơi tí xíu rồi bắt đầu mình cho ngôi sao đẹp lắm. Bác đóng vách xong rồi bác khét ở trong này. Thế bác mang để bộ 95 này không này. Nó bình thường. Không có là phải bốt mình làm la lắm. Đang phải bên kim cương ở đây này. Mua cái nhận vỏ vô ha, bên vỏ vào nổi hẳn. Khắc mẹ tên nó thống vào trong đây, nghệ nhân thống. Chơi mà. Tại giờ đây, một chỉ. Này một phát. Một chỉ. Một chỉ. Đó cũng là bộ À, 5 chỉ là mình phải phát đều 5 chỉ đây hết hả? Cái nào cũng 5. Đúng rồi, 5 chỉ lâu. Rồi, chị này, xin này là xin vĩnh biệt của hai thằng này che vừa đó, thằng này thời che rất cứng. Rất dày này các bạn thấy chưa? Nhìn thấy từ đây từ cái độ này xuống đây hết 5 ly rồi. Còn quang chiến à? 5 ly mà còn cái thân đây nữa này. 250m sao đổi chiến được? Gió này rất công phu chứ đâu phải là đấy các bạn nhìn thấy một đống sáo đâu phải đơn giản đâu các bạn thấy chưa? Rất công phu nha, không phải đơn giản. Nào các bạn nhìn thấy chưa? Từ cái độ cao này xuống 5 chỉ. 5 chỉ là một chỉ của nó là khoảng 2 ly, 2 ly thì 5 chỉ cái này khoảng 7 ly, cái xuống hết khoảng 7 ly này. Còn cái độ mỏng như thế này cái gì? Cái kính hả? Phải ở đấy thôi chứ đâu. Giờ tới tuổi của anh em mình là mờ rồi. Tới tuổi tôi cũng đã mờ rồi chứ đâu phải. Đẹp nhất hả? Tôi thấy ông khắc cho mình là thấy cũng đẹp rồi. Quả này đẹp. Quả này già quả này. Nó cũng là che đào lắm. Nó là che hóc đá luôn. Cứng, nó siêu cứng ấy. Chứ không phải nó cứng bình thường đâu. Đúng rồi. 5 chỉ này chơi che già nó dày làm được. Che non đâu làm được, che non nó mỏng. Cái non mà ông khắc kiểu này thì nếu mà ấy nó bể liền thấy chưa? Mà nó mỏng. Mỏng. Cái này cái nó dày. Tức là không bỏ cật nữa đấy. Bao nhiêu cật lấy hết luôn. Đường chỉ nó càng dày nó càng đẹp. Đúng rồi, đường chỉ càng dày. Vẫn trong mình làm nhưng mà nó bù lại nó mỏng. Chỉ này nó dày này. Đúng rồi, chỉ dày nó rõ. Còn nó mỏng quá nó lợt. Nó nét này, nét căng. Nhìn thôi là nét. Ô, giáo sư Truyền vác ra. Đường này thì nó nhìn cái chỉ nó nét hơn. Này đem con bao nhiêu chuông đê bao nhiêu đấy? 90 à, con qua. Này to mà. Rồi ra quay con đê 90 nha. Các bạn nào có cần sáo ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh Minh Hành nhỏ ra đây. Quận 12 thì xin liên hệ với bác Thống này nha. Bác Thống nghệ nhân đấy. Năm nay ra đây tại bãi diều quận 12 của chúng tôi đang thẩm âm đấy nha các bạn nha. Ai liên hệ thì sửa ống hay là quấn chỉ hay là cái gì thì các bạn liên hệ với bác Thống nha. Bác Thống anh em chơi diều sáo đam mê cả nước thì riêng khu vực quận 12 thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn liên hệ với anh Thống của chúng ta nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhiều.